Chúng con cung thỉnh sư an tọa. Quý Phật tử ngồi xuống ạ. Chúng con cung thỉnh sư. Các Phật tử niệm Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Trước khi chính thức vào thời công phu thực hành thiền, sư sẽ giảng một thời pháp có chủ đề là những phương pháp để phát triển thiền định. Khi mà thực hành thiền định, muốn có sự phát triển đạt đến cái mức định cao nhất có thể, như là có thể chứng đắc được những cái mức định sanna định, cận hành định hay là an chỉ định của các tầng thiền như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lấy đó làm nền tảng để phát triển thiền vipassana, thì nó còn nhiều những cái yếu tố hỗ trợ, và mình càng nắm được những cái yếu tố này, những cái pháp môn, những phương pháp hỗ trợ này thì mình sẽ càng dễ dàng thành tựu và chứng đắc được cái pháp thiền định này một cách không khó khăn, không mệt nhọc và không phí sức. Thì cái pháp đầu tiên mà mình cần phải nắm được đó chính là mình cần phải có trí tuệ để hiểu được cái pháp thực hành thiền như thế nào cho nó đúng. Đấy là cái quan trọng nhất, là mỗi một cái pháp thiền sẽ có một cái phương cách, có một cái cách thức, một cái phương pháp thực hành khác nhau. Và mình thực hành pháp thiền nào, mình cần phải hiểu rõ cái phương pháp ấy, cái khởi đầu thực hành như thế nào, rồi đến cái sau đó, đến cái đoạn giữa sẽ thực hành như thế nào, và cái kết thúc sẽ thực hành như thế nào. Phải pháp là phải có cái sự hiểu rõ ràng cả cái đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối như vậy, thì mình mới là cái người nắm rõ được pháp, hiểu rõ được pháp. Vậy muốn để mà hiểu rõ được pháp như vậy thì cái yếu tố mình cần thiết đó là mình cần phải thân cận những cái bậc có trí tuệ để mình hỏi, như thời Đức Phật. Còn tại thế thì với một cái người muốn học cái pháp thiền tốt nhất là nên học trực tiếp từ Đức Phật. Nhưng mà từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Đức Phật cũng dạy các đệ tử muốn học những cái pháp hành thiền chắc chắn thì nên học với những bậc A-la-hán. Nếu như mình không gặp được những bậc A-la-hán thì học với những bậc Bất Nai, với những bậc Nhất Nai, với những bậc Sơ Quả Dự Niu. Mà những vị ấy có thực hành thiền định, có kinh nghiệm thiền định thì sẽ dạy mình được cái kinh nghiệm về thiền định. Hoặc là mình học với những vị có chứng thiền, có kinh nghiệm về thiền. Nếu như mình không gặp được những vị có kinh nghiệm chứng thiền thì phải học với những vị có pháp học, như là các ngài Tam Tạng, Nhị Tạng, Nhất Tạng, hoặc là những vị có nghiên cứu về Tam Tạng, có cái sự thông suốt hiểu rõ ràng về kinh Luật Luận thì cũng có thể hướng dẫn cho mình trên cái sự lý thuyết, sau đó mình phải áp dụng để thực hành. Vậy đấy là cái điều kiện thứ nhất, là mình cần phải có sự học hỏi từ những cái bậc thầy có
Kinh nghiệm thì đấy là cái yếu tố đầu tiên. Và mình cần phải đặt câu hỏi, tức là mình cần phải giải tỏa những hoài nghi trong khi mình thực hành rồi. Có những cái mình đã hiểu và có những cái mình chưa hiểu, có những cái mình còn hoài nghi, thắc mắc, còn phân vân lưỡng lự, còn do dự, không biết hành như thế này đã đúng chưa, không biết hành thế này có sai không. Và mình có bất cứ một cái hoài nghi nào, mình cần phải đặt câu hỏi để giải tỏa những hoài nghi ấy. Nếu một khi mình có một chút hoài nghi thôi là cái sự thực hành nó sẽ do dự, nó không có được cái sự quyết đoán, nó không có được cái sự quyết định. Và đó sẽ là một cái chướng ngại, một cái sự ngăn cản khiến cho cái chánh niệm của mình nó yếu, nó không được mạnh mẽ. Chỉ khi nào mình có cái niềm tin tuyệt đối rồi thì cái chánh niệm nó mới nhất tâm hoàn toàn tuyệt đối được. Vậy thì đấy là cái mình cần phải giải tỏa được những cái hoài nghi, thắc mắc, hay là thỉnh thoảng mình phải phản kháng, phải xem xét lại xem cái sự thực hành có đúng hay không, và những cái mà mình thành tựu là đang ở cái giai đoạn nào, đấy là mình cần phải hỏi để mình biết. Và vì vậy nên là mình cần phải đặt những cái câu hỏi như vậy, hoặc là mình cần phải học những cái giáo pháp thâm sâu và ôn cố tri tân. Khi mà mình học được cái pháp gì rồi, mình cố gắng ghi nhớ, đừng để quên đi. Khi mà càng ôn đi ôn lại một cái pháp gì đó thì đến một lúc nào đó mình sẽ hiểu ra nhiều điều hơn. Cần phải nghe pháp và nghe đi nghe lại, cần phải học pháp, học đi học lại. Và những pháp gì đã học rồi thì cần phải ôn đi ôn lại, đừng để nó quên. Đó cũng là cái cách để cho cái pháp thấm sâu vào trong tâm trí mình, thì cái trí tuệ nó khai mở ra. Và khi mình đã có trí tuệ rồi thì mình có thực hành, mình sẽ nhận ra được là hành thế này là đúng hay sai, và mình sẽ dễ dàng sửa được những cái sai và biết thực hành cái con đường nó đúng, thì mình sẽ có kết quả tốt nhất. Để mà có được cái sự thực hành tốt, để phát triển được cái định tĩnh nữa, là mình cần phải phát khởi lên được cái sự nhiệt tâm, tức là mình phải hành với một cái tâm nó có cái sự tinh tấn, nó phải có cái sự nỗ lực. Mà nó cái nỗ lực này nó không phải nó khởi lên một cách gượng ép, không phải là tự mình ép mình, mà nó phải khởi lên một cái cách rất là tự nhiên. Đó là gọi là cái sự nhiệt tâm, tinh cần thì mới duy trì được cái tỉnh giác chánh niệm. Muốn phát sinh lên được cái nhiệt tâm tinh cần này thì mình thường xuyên phải suy xét, tác ý đến những cái nỗi khổ đau. Như là các cái nỗi khổ ở trong các đọa xứ, mình phải biết rằng có những cái cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, cái những nỗi khổ trên cuộc đời, chiến tranh, dịch bệnh, những thiên tai, những tai nạn rủi ro, những sự sinh già bệnh chết, ái biệt ni khổ, cầu bất đắc khổ, oán táng ngội khổ. Đấy là những cái mà mình thường xuyên tác ý suy tư nên thì tự nhiên nó sinh lên cái tâm gấp rút, cái sự nhiệt tâm tinh tấn muốn thực hành để giải thoát khổ đau. Hoặc là mình cũng có thể phát khởi nên cái tinh tấn này bằng cái cách là tưởng nhớ lại những đến cái cuộc đời tu hành, đến những cái đạo nghiệp của Đức Phật. Tức là mình cần phải đọc cái lịch sử của Đức Phật, hay đọc lại cái quá trình thực hành Bồ Tát của một vị Phật đã trải qua rất là nhiều cái sự gian khổ, trải qua thời gian rất dài tu tập, và mình cảm thấy xúc động, cảm thấy cảm động, cảm thấy hoan hỉ, và mình đang noi theo cái con đường ấy, và mình cảm thấy mình cũng cần phải tinh tấn để xứng đáng đi theo cái con đường của một vị thầy, một vị đạo sư. Đấy cũng là cái cách mà tự nhiên mình sẽ nhiệt tâm tinh tấn thực hành. Hoặc là mình cần phải đọc lịch sử của các bậc thánh nhân, những bậc thánh tăng, những bậc trưởng lão để mình noi theo. Rồi mình cần phải phát khởi nên cái sự tinh tấn ấy bằng cái sự mình phải thấy được rằng gặp được giáo pháp là một cái việc khó, như là có được thân người cũng là khó, được gặp và chánh pháp cũng là khó. Vậy cho nên là thường xuyên phải tác ý quan sát rằng
trong luân hồi sinh tử mình đã từng trải qua tất cả những cái hạnh phúc ở cõi nhân gian, ở cõi thiên giới. Mình không còn thiếu một cái sự hạnh phúc nào mà mình chưa từng nếm trải, cũng chưa có một cái khổ đau nào mà mình chưa từng trải qua. Mình đã từng trải qua hết rồi. Sinh tử quá dài, như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ mình có gặp được Phật Pháp, mình cần phải nỗ lực, tinh tấn, thực hành, không để uổng phí cái kiếp sống này. Đấy sẽ là cái động lực để cho một cái người thực hành một cách nhiệt tâm, tinh tấn. Hoặc là cái người ấy, mình cần phải tác ý đến cái sự mong manh, ngắn ngủi, giả tạm của kiếp người. Mình thấy kiếp người này mình cảm nhận là nó dài, nhưng thực ra nó rất là ngắn. Đối với các vị chư thiên, nó chỉ là bằng một ngày một đêm, chỉ là bằng một cái khoảng thời gian ngắn trong một ngày của các vị ấy thôi. Cũng giống như bây giờ mình thấy một cái con vật gì đó, nó có cái tuổi thọ, đó là sáng sinh chiều chết, giống như những con phù du trên mặt biển vậy. Mình sẽ cảm thấy cái tuổi thọ của nó rất là ngắn ngủi, mong manh, không đáng gì. Thì cái kiếp sống con người cũng vậy, nó rất là ngắn. Thì dù cho một cái người mình có chạy theo những cái dục lạc ở thế gian, mình có đạt được những cái hạnh phúc ở thế gian, thì nó cũng chỉ là một cái giấc mộng mơ, nó không đáng kể gì cả. Và mình cảm thấy có buông xả, có từ bỏ được những cái hạnh phúc ấy cũng không có gì đáng tiếc, bởi vì mình sẽ còn một cái con đường cao thượng hơn, thủ thắng hơn, còn có những cái việc làm đem lại cái sự hạnh phúc hơn, nợ nạc hơn, đem lại cái sự tối thượng hơn. Và mình có thể buông xả được cả những cái thành tựu, những cái sự thành công ở cái cõi thế gian, để thành tựu được cái pháp xuất thế, thành tựu được những cái pháp thượng nhân, những cái pháp đi đến cái sự an vui tuyệt đối. Khi suy xét như vậy thì mình sẽ có cái sự nhiệt tâm tinh cần. Và mình cần phải suy xét rằng những cái tâm bất thiện nào nó đã sinh lên rồi thì mình cần phải diệt trừ nó đi, cần phải thấy cái sự nguy hiểm của nó, cần phải thấy cái sự khổ đau của nó, cần phải thấy cái sự nguy hại của nó. Và những cái tâm bất thiện nào nó chưa sinh, mình cần phải ngăn ngừa không để cho nó sinh lên. Những cái tâm thiện nào nó đã sinh lên rồi thì mình cần phải tinh tấn phát triển nó lên. Và những cái thiện tâm gì chưa sinh khởi thì mình cần phải tinh tấn để phát sinh, để phát khởi nó. Thì đó chính là những cái thiện tâm về cái sự học pháp, về cái sự thực hành pháp, về cái sự tu tập nội tâm để đạt đến cái sự giác ngộ giải thoát này. Đấy. Thì khi suy xét như vậy thì cái tâm mình nó tinh tấn và hoan hỷ thực hành, mà nó không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy nhàm chán. Nếu như vậy mà vẫn chưa đủ thì mình cần phải luôn luôn đọc lại những cái lịch sử của Đức Phật để mình tưởng nhớ đến Đức Phật. Hoài là mình luôn luôn tưởng niệm đến những cái bài pháp mà mình đã được học, đã được thọ trì, hoặc là luôn luôn tưởng niệm lại các bậc trưởng lão, tưởng nhớ đến cuộc đời đạo hạnh của các bậc thánh tăng như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp. Thì khi mà mình tưởng nhớ đến cái tấm gương của các cái bậc thánh nhân cao thượng như vậy thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy mình cần phải có cái bổn phận, cần phải có cái trách nhiệm để truyền trì lại cái giáo pháp. Hay là ở đời này mình sẽ, cái người nào mà mình luôn luôn tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời của các bậc thánh nhân đạo sư như vậy, thì ở đời này mình sẽ thấy ra được là có những vị tăng ở thời này rất là nổi tiếng, nhưng mà các vị ấy thực hành những cái đạo hạnh có giống với lại các bậc thánh tăng thời xưa không. Như vậy thì mình mới nhận ra được cái con đường nào đúng, cái con đường nào sai, con đường chánh, con đường tà. Đấy là những cái mình cần phải tưởng niệm. Mình phải tưởng niệm đến những cái giới hạnh mà mình đã giữ gìn, và mình sẽ cố gắng không để đứt những cái giới ấy. Mình cần tưởng niệm đến những cái pháp bố thí cúng dường mà mình đã làm để mình hoan hỷ với những cái việc làm ấy. Mình cần phải tưởng nhớ đến những cái niết bàn giải thoát mà mình đang hướng đến,
và mình phải nỗ lực khuynh hướng, có cái tâm mong cầu, có cái ước nguyện, có cái nguyện vọng, có cái sự phát nguyện tu tập để chứng đắc niết bàn. Đấy là những cái mà mình cần phải tưởng niệm, thì cái tâm mình nó sẽ hoan hỷ lên, cái tâm của mình nó sẽ tinh tấn lên, và thực hành sẽ dễ dàng thành tựu được những pháp về thiền định. Rồi nếu như thế vẫn chưa đủ, mình thực hành mà đã trải qua cái sự nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, cố gắng rồi mà mình vẫn chưa đạt được, chưa chứng đắc được, thì cũng có lúc, không phải lúc nào mình cũng tinh tấn, không phải lúc nào mình cũng nỗ lực, không phải lúc nào mình cũng cố gắng. Có những lúc mình cần phải biết thư giãn, có những lúc cần phải biết nghỉ ngơi, có những lúc cần phải biết thư thái ra. Vậy khi nào mà thực hành, khi thực hành thì mình không có tiếc, không có sợ tổn hại đến sức khỏe, không có nuối tiếc kể đến cái sức lực này, mình phải dốc hết sức lực để thực hành. Nhưng cũng có khi thực hành rồi mình cảm thấy mệt mỏi thì mình cũng cần phải nghỉ ngơi, chứ không được thực hành một cách tinh tấn, một cách quá độ, rồi đến lúc nó sẽ trở nên cạn kiệt sức lực, trở nên mệt mỏi thân tâm. Vậy cũng có lúc mình cần phải dành thời gian thư thái, thảnh thơi, nghỉ ngơi, và mình cần phải chăm sóc, bồi bổ lại cho sức khỏe nó mạnh khỏe lên. Nếu như mình cảm thấy mình chưa, cái sức lực nó còn yếu, thì mình cần phải bồi dưỡng cơ thể để cho mình có được một cái sức lực khỏe khoắn, mạnh mẽ, thì lúc đấy thực hành nó sẽ tốt hơn. Vì vậy nếu như mình có bệnh, mình cần phải điều trị, mình cần phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, ở trong cái môi trường nó phải được có cái thời tiết khí hậu phù hợp, không quá nóng, không quá lạnh, và có những lúc mình cần phải giữ được cái sự thảnh thơi, thực hành theo trung đạo, không quá tinh tấn, không quá giải đãi. Và nếu như mà thực hành như thế mà có thể là nhờ vậy mà chứng đắc được thiền định, còn nếu như thực hành như thế vẫn chưa chứng đắc được thiền định thì mình cần phải xem xét lại cái nội tâm của mình, xem nó có bị dính mắc vào những cái vấn đề gì không. Cần phải có cái tâm buông xả. Buông xả ở đây là khi mà mình luôn luôn có cái nhìn nhận đối với cả những người tốt và những người không tốt. Mình luôn luôn nhìn nhận về nghiệp và quả của nghiệp, để mình buông xả đối với những cái tình cảm lưu luyến ràng buộc. Nếu như mà mình mà còn sống quá nặng về tình cảm với những người thân thì đó sẽ là một chướng ngại. Vì vậy cho nên những bậc xuất gia tu hành đắc đạo xưa nay, người ta luôn luôn tránh xa những cái người thân, bởi vì những cái người mà mình quá thân thương, quá thân yêu, khi vui thì mình cùng vui, khi người ta buồn mình cũng sẽ buồn, khi người ta có phiền não mình cũng sẽ có phiền não, và mình luôn luôn cảm thấy lo lắng bất an. Đấy, vậy đấy là với một người nào sống quá nặng về tình cảm thì cái tình cảm ấy sẽ là cái sự chướng ngại. Vậy mình cần phải có cái tâm quan sát tất cả mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, để mình thản nhiên với tất cả mọi người mà mình yêu thương, mình cũng có cái tâm lý thản nhiên. Và nếu như mà mình có những cái người thì mình lại quá nặng với cái sự phiền não, phiền toái với mọi người, tức là có thể là mình sẽ sống với những người có nhiều cái sự oan trái, có những cái sự thù địch, và hay có cái sự chống đối, hay có cái sự mâu thuẫn lẫn nhau, thì mình cũng phải buông xả, buông bỏ được cả những cái phiền não ấy. Có thể phiền não ấy là một chướng ngại khiến cho cái sự thực hành của mình nó luôn luôn có cái sự bất an. Vậy nên là mình cần phải rải tâm từ để buông xả, và hoặc là mình nghĩ rằng đây là nghiệp mà mình đã gieo ra, mình cần phải quán về những nghiệp và quả của nghiệp để mình không khởi lên cái tâm sân hận, bất mãn, không có những cái phiền não ấy, thì khi ngồi thiền tâm nó mới an tịnh, mới định tĩnh được. Và mình cần phải có cái sự buông xả đối với những cái vật khả ái, đáng yêu, những vật vô tri vô giác trên cuộc đời,
Đôi khi có thể rằng mình có quá là nhiều những cái tài sản vật chất, nhà cửa, quần áo, những cái đồ đạc có giá trị, và cái tâm của mình nó luôn luôn nó bị hướng về những tài sản ấy, nó lưu luyến, nó non nắng, nó bảo vệ giữ gìn. Vì vậy cho nên khi ngồi tâm vẫn bất an. Nếu như tâm của mình có cái sự bất an đối với những cái vật vô tri ấy, mình cần phải quán nó chỉ là đất, là nước, là lửa, là gió mà thôi. Quán nó chỉ là tứ đại, nó biến hình biến dạng ra thôi. Tiền bạc hay là nhà cửa hay là vàng bạc châu báu gì, nó cũng từ đất, nước, lửa, gió, rồi nó trải qua cái khí hậu thời tiết, nó biến thiên, nó thay đổi, lúc thì nó là cái này, lúc nó là cái kia. Để mình thản nhiên với nó, không coi nó là một cái gì đó quá quan trọng, quá giá trị. Hay là có những cái mà mình lại cảm thấy rất là khó chịu, bực bội với những cái vật chất ở trên đời. Hay là mình là cái người có những cái là một cái người mà luôn luôn phải dùng những cái đồ đạc rất là xấu xí, và mình cảm thấy nó rất là chán chường, thì mình cũng phải quán nó chỉ là tứ đại, đất, nước, lửa, gió, để mình thản nhiên với nó, mình không so sánh cái này là tốt, cái kia là xấu. Đấy cũng là cái mà mình buông xả. Rồi mình phải buông xả lại cả những cái việc làm tốt xấu của mình. Khi mà mình làm được những cái việc tốt, đôi khi mình cứ luôn luôn miên man nghĩ ngợi rằng nay ta đã làm những cái việc này là việc tốt, cái việc này ta là người tốt, làm nhiều việc tốt. Khi chỉ khởi lên những suy nghĩ như vậy cũng sẽ là một chướng ngại, bởi vì mình sẽ một lúc nào đó mình sẽ sinh ra cái sự ngạo mạn, sinh ra cái sự ngã mạn nếu như mà mình luôn luôn thấy mình làm nhiều việc tốt. Và hay là một cái người có khi mình đã từng làm một cái việc gì đó xấu, làm một cái việc gì đó không tốt, lại luôn luôn có cái sự trạo hối, luôn luôn có cái sự bất an, luôn luôn có cái sự nghĩ ngợi và mình cảm thấy oán trách bản thân mình vì tại sao mình đã làm những cái điều không đáng làm ấy, thì điều đấy cũng sẽ trở thành chướng ngại. Vì vậy cho nên mình luôn luôn phải quán tất cả mọi hành động là vô thường, là vô ngã, cái gì đã qua rồi hãy buông bỏ nó đi, không chấp trước vào những việc làm tốt hay không tốt ấy, thì mình mới giữ được cái tâm tự tại, không có không tự mãn với những việc tốt mà mình đã làm, cũng không trạo hối với những cái việc xấu mà mình đã phạm phải. Vậy nên là khi sám hối xong, mình cần phải buông xả những nỗi nầm, và khi mình làm được những cái việc gì, mình cũng phải quán về vô thường, vô ngã, để không có cái sự tự mãn, tự đắc. Và cái sự thực hành pháp, học pháp cũng vậy, không bao giờ mình tự mãn, tự đắc đối với những cái thành tựu, hay là đối với những năm tháng, hay là với những cái gì mà mình đã đạt được, không coi đó là quan trọng. Và mình còn phải nỗ lực để thực hành được những pháp mà mình chưa thực hành. Mình phải thành tựu được những pháp mà mình chưa thành tựu. Mình cần phải chứng đạt, chứng đắc những pháp mà mình chưa chứng đạt, chứng đắc nữa. Vì vậy mình cần phải nỗ lực, tinh tấn, cố gắng hơn nữa. Nếu như mà thực hành như vậy rồi mà vẫn chưa thành tựu, vẫn chưa thành công, thì mình phải tiếp tục thực hành những cái pháp hỗ trợ nữa. Đó là có thể là mình cần phải xem xét lại cái thân tâm mình, như là mình cần phải tu sửa lại từ cái hình tướng, hình thức bên ngoài, như là cạo bỏ râu tóc, cắt bỏ móng tay, móng chân, làm sạch nội ngoại xứ, là mình phải vệ sinh sạch sẽ, bỏ bớt những cái gì không cần thiết đi, buông xả bớt đi, sống ở cái đời sống nó đơn giản nhất thì nó sẽ dễ dàng tu tâm nhất. Đấy là mình có được cái sự làm sạch về thân tâm của mình, nội về cả những cái chỗ ở và thân thể của mình được vệ sinh sạch sẽ, thì nó cũng sẽ làm cho tâm của mình nó được thư thái, thảnh thơi và nó dễ dàng định tĩnh. Rồi lại phải thực hành đó là mình cần phải biết chú tâm làm sao cho nó vừa phải. Có những trong cái lúc thực hành ấy, trong lúc thực hành thiền, có những cái lúc mà mình cần phải chế ngự tâm. Có khi mình chú tâm nó quá mạnh mà mình phải nhận biết ra sự chú tâm này là quá mạnh, cần phải giảm bớt đi, cần phải chế ngự cái tinh tấn lại, cần phải chế ngự cái chú tâm lại. Đôi khi mình cần phải chế ngự
cái sự mà nó quá là hào hứng nè, có những cái nó luôn luôn cần phải chế ngự những phiền não, chế ngự những vọng tưởng, và ngay cả cái sự thực hành pháp mà nó quá là hăng hái tinh tấn cũng cần phải chế ngự nè. Vậy thì mình cần phải biết chế ngự tâm khi cần chế ngự. Và có những lúc ngồi thực hành tâm lý nó có cái sự nơ nà, có cái sự chảnh mảng, có sự giải đãi, có sự sao nhãng, thì lúc ấy cần phải khích nệ tâm. Khích nệ tâm khi cần khích nệ, thì lúc ấy mình cần phải thúc giục tâm, mình cần phải nhắc nhở chính bản thân mình, cần phải tinh tấn lên, cần phải chăm chú lên, cần phải tích cực lên. Vậy thì cũng có lúc mình cần phải tự mình sách tấn mình, tự mình thúc giục mình, tự mình khích nệ mình. Đấy là ngay trong tâm mình, mình cần phải biết khích nệ khi cần khích nệ, chế ngự khi cần chế ngự. Mà cũng có những lúc mình đang chú tâm ở cái mức nó vừa phải, nó trung bình, nó không mạnh, nó không yếu, thì lúc ấy mình cũng phải luôn luôn giữ cái tâm ở cái mức độ trung bình ấy. Giống như là một cái người thợ rèn, và người ta dùng cái ngọn lửa để người ta nung nấu những cái đồ đạc, thì khi mà cái ngọn lửa nó mạnh quá thì người ta cần phải rưới nước để cho giảm bớt cái ngọn lửa xuống. Có khi cái ngọn lửa nó yếu quá, người ta cần dùng cái ống thổi để người ta thổi vào cho ngọn lửa đó nó mạnh lên. Thì khi mình ngồi cũng vậy, khi nào cái tâm của mình nó chăm chú quá, nó tinh tấn quá, mình cần phải chế ngự nó lại. Khi nào nó giải đãi quá, nó nơ nà quá, mình cần phải kích thích nó lên. Rồi có những lúc mà cái tâm nó ở mức vừa vừa, thì mình cũng nhận ra cái tâm này nó đang ở mức vừa vừa, và mình cứ duy trì cái tâm lý ở cái mức vừa phải ấy, thì mình sẽ dễ dàng đạt được định. Rồi khi mà một cái sự thực hành biết cái thiện xảo như vậy, biết cái cách quân bình tâm, không để cho nó quá tinh tấn, không để cho quá giải đãi, nhất tâm trên cái pháp thiền ấy, và mình có thể chứng đắc được định tĩnh. Chỉ khi nào một cái người thực hành mà nó xuất hiện quang tướng, xuất hiện ánh sáng, xuất hiện cái nimitta, thì lúc ấy mới được gọi là đã đắc định. Còn nếu như mình có thực hành nó có hỷ, có lạc, có khinh an, có định tĩnh, có thể là mình nhận biết cái đối tượng liên tục, nhưng khi nào nó chưa có quang tướng, chưa có ánh sáng, chưa có cái nimitta này, thì vẫn chưa đắc định, cần phải áp dụng những cái phương pháp thiện xảo khéo léo để làm cho cái tâm nó đắc định. Khi nào mà mình thực hành mà thấy nó xuất hiện cái nimitta ấy, thấy nó xuất hiện cái định tướng ấy, thấy xuất hiện cái ánh sáng rồi, mình cần phải quan sát xem cái sự thực hành hôm đấy mình đã chú tâm như thế nào, mình đã thực hành ở môi trường như thế nào, mình đã vận dụng cái phương pháp như thế nào mà nó có thể phát khởi nên được cái định tướng, được cái quang tướng, được cái nimitta, được cái ánh sáng này. Thì lúc ấy mình có thể nhận biết được rằng là vì hôm nay mình đã ngồi thiền ở cái nơi nó yên tĩnh như thế này, ít tiếng ồn ào như thế này, cho nên tâm của mình nó dễ dàng vào định. Thì mình cần phải biết rằng cái môi trường yên tĩnh là cái môi trường rất thích hợp để thực hành thiền định. Và cái hôm đấy mình sẽ quan sát rằng vì hôm nay ta im lặng độc cư, không nói chuyện với ai. Vì vậy, vì cái sự im lặng ấy mà hôm nay ta vào được định, vậy thì mình phải luôn luôn ghi nhớ rằng cái sự thực hành thiền là luôn luôn phải im lặng. Hoặc hôm đấy mình nghĩ rằng vì hôm nay ta đã thọ trì bát quan trai giới, hay là những cái ombo sa thá này, ta đã sám hối những nỗi nầm này, vì vậy ta vào được định. Hay mà hôm đấy mình quan sát rằng vì mình đã nghe một cái thời pháp thoại như vậy, có sự khích nệ như vậy, có sự hoan hỷ như vậy, nhiệt tâm tinh cần khởi lên như vậy mà chứng đắc định, thì mình cần phải nhớ như vậy. Hay là hôm đấy mình quan sát rằng vì mình đã từng đi bộ như vậy, thư giãn như vậy, giữ tâm thảnh thơi như vậy mà mình đã đạt định, cũng cần phải ghi nhớ như vậy. Đấy là những cái thiện xảo để phát khởi nên định. Rồi mình cần nhớ được cái thiện xảo mình đã phát triển, đã chứng đắc được định rồi, mình cần phải có cái thiện xảo duy trì, giữ gìn và phát triển cho cái định ấy nó tăng tiến, nó tăng trưởng lên. Thì mình cần phải có cái sự chú tâm nó làm sao nó không mạnh, không yếu, thì mới giữ được cái ánh sáng này, không để cho nó mất đi. Nó giống
như là một cái người người ta làm cái nghề xiếc, người ta đi ở trên dây, đi ở trên một cây sào rất là cao ở trên không, thì người ta cần phải luyện tập rất nhiều lần, người ta phải giữ thăng bằng rất là giỏi, người ta mới có thể đi bộ ở trên cái một cái sợi dây rất nhỏ ở trên rất cao được. Vậy thì cái người đấy, người ta không được đi nhanh quá mà cũng không được đi chậm quá. Đi nhanh quá người ta sẽ ngã, đi chậm quá người ta cũng ngã. Như vậy khi mà thực hành mà hấp tấp quá mình cũng sẽ không thể đắc định được, mà rụt rè quá không đắc định được, mà nó cần có cái sự thản nhiên, nó cần có cái sự khéo léo, nó cần có cái sự an nhiên tự tại, nhưng mà cái tâm nó vẫn tự tin, nó vẫn bước đi, nó vẫn thực hành một cách rất là thoải mái dễ chịu, thì nó mới thành tựu được, nó mới phát triển được, nó mới vào định sâu được. Vậy có thể rằng là vì mình loại bỏ được những cái dục tầm do mình xa lìa những cái đời sống ô nhiễm mà mình duy trì được định, thì mình cần phải ghi nhớ như vậy, vì mình đã từng sống độc cư xa lìa những cái cảnh ô nhiễm phiền não, cho nên mình duy trì và giữ gìn và phát triển được định này. Cũng có thể là mình suy xét rằng vì mình đã xa lìa được những sân tầm, mình tránh xa những cái người thô lỗ, mình đã không nói những cái lời nói thô lỗ và không có những cái hành động thô lỗ, không có những cái sân hận khởi lên. Chính vì vậy mà mình phát triển được định, mình cần phải ghi nhớ và giữ gìn như vậy. Có thể là do mình đã xa lìa được hại tâm bằng cái cách là khởi lên những tình thương, vì mình có cái tâm bi mẫn, có cái tình thương đối với những chúng sinh đau khổ, vì vậy cho nên nó diệt trừ đi được những cái hại tâm, những cái tâm não hại nó không khởi lên nữa, vì vậy mà mình duy trì phát triển, làm cho cái sự thực hành thiền định của ngày mình càng ngày càng tiến bộ, càng tiến triển hơn. Thì đấy cũng là những cái đó là những cái phương pháp, đó là những cái yếu tố để một cái người mình có thể phát triển được thiền định, và mình cần phải áp dụng những cái phương pháp ấy thì mình sẽ thành tựu, sẽ thực hành thiền nó sẽ nhanh chóng có kết quả. Và vì vậy cho nên là mình cần phải nắm được những cái pháp thực hành để đối trị lại những triền cái, như là có khi mình cần phải quán về bất tịnh, quán thân bất tịnh, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trên thân này là bất tịnh, thì mọi cái sự tham ái, luyến ái, dính mắc, tham vọng, tham đắm đối với bất cứ một cái gì ở trên đời nó cũng được loại bỏ, làm cho tâm của mình được thanh tịnh, thì khi thực hành thiền dễ dàng đạt được sự định tính. Có khi mình cần phải luôn luôn an trú trên cái pháp thiền tâm từ, có cái lòng từ bi quảng đại, đó là mong muốn cho tất cả chúng sinh, mong muốn cho tất cả hữu tình được an vui, tránh khỏi những cái khổ đau, thì mình có thể nhờ vậy mà đạt được cái sự định tĩnh. Và hoặc là mình cần phải có cái lòng bi mẫn, thương tưởng, mong muốn cho chúng sinh thoát khỏi những khổ đau, những chúng sinh đang khổ đau thì xa lìa được những khổ đau, thường xuyên khởi lên cái tâm như vậy, thì cũng sẽ là một cái pháp để hỗ trợ cho cái sự thực hành thiền định của mình đạt được định thâm sâu. Thì vậy nên là bây giờ sư sẽ hướng dẫn đến cái cho mọi người một cái pháp thiền bảo hộ, đó là thực hành thiền tâm bi. Vì cái pháp thiền tâm từ thì sư đã nhiều lần giảng dạy rồi. Mà cái phương pháp thực hành thiền tâm bi thì nó cũng rất giống với thực hành thiền tâm từ, nó khác nhau một chút xíu thôi. Và cái pháp thiền tâm bi này nó có một cái công dụng, đó là nó diệt trừ những cái hại tâm, là những cái tâm não hại, những cái tâm bất thiện, những cái tâm ác ý của mình. Nó sẽ được diệt trừ đi. Đấy cũng là một cách loại bỏ những cấu uế phiền não, làm cho tâm được thanh tịnh định tĩnh. Thì với một cái pháp thiền tâm từ thì mình phải hướng tâm về một cái người mình kính trọng, và mình khởi lên cái mong muốn là cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, hoặc là khởi lên cái mong muốn là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi nỗi khổ về thân, hoặc rằng cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi nỗi khổ về tâm.
Đấy là những cái pháp để nó phát khởi lên tâm từ. Tâm từ là mong muốn cho người khác những điều an vui tốt đẹp. Thì mình hướng đến những cái người mình kính trọng, rồi sau đó hướng đến những người thường, và sau đó hướng đến những người mà mình có mâu thuẫn, có oán ghét. Rồi sau đó mình hành xen kẽ giữa cả người kính, người thường và người ghét, để phá bỏ cái ranh giới giữa cái người yêu và người ghét, coi bình đẳng như nhau, rồi mở rộng cái tâm từ đó ra khắp vũ trụ vô biên. Thì đó là thực hành thiền tâm từ. Còn bây giờ sư sẽ hướng dẫn về thực hành thiền tâm bi. Thực hành thiền tâm bi thì mình cần phải hướng tâm đến một cái nỗi khổ đau của một chúng sinh, và mình mong muốn cho chúng sinh ấy thoát khỏi khổ đau. Thì cái phương pháp thực hành ấy, đó là khi mình ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, giống như thực hành thiền hơi thở như thế này. Nhưng mà mình hãy nhớ lại cái thời điểm nào đó mình có một cái nỗi khổ về thân cũng được, một nỗi khổ về tâm cũng được. Mình nhớ lại một cái nỗi khổ nào đấy, và bây giờ mình khởi lên cái ta mong muốn là cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ đau. Mình chỉ khởi lên cái tư tưởng như thế cho bản thân mình trong vòng 1 phút mà thôi, 30 giây đến 1 phút thôi nhá, chứ không được chú trên mình lâu. Mình không phải là đối tượng của thiền tâm từ, không phải đối tượng của thiền tâm bi, không phải đối tượng của thiền tâm hỷ tâm xả, nhưng mà mình mà phải khởi lên cái tâm là thương người như thể thương thân, tức là mình phải thương cái nỗi khổ người khác giống như là mình đang thương hại mình ý. Thì để đồng hóa cái tình thương đấy đến những cái người ở bên ngoài. Vì vậy nên là mình khởi lên cái tình thương với mình trước, mình nhớ lại cái lúc mình đau khổ và khởi lên mỗi cái niệm thế thôi: cầu mong cho tôi thoát khổ đau, cầu mong cho tôi thoát khổ đau. Niệm như thế khoảng 5 đến 10 câu thôi, tầm 30 giây đến 1 phút là xong. Sau đó thì mình hãy tưởng nhớ đến một chúng sinh đau khổ ở bên ngoài. Mình có thể tưởng nhớ đến một cái người, người ta vừa mới bị một cái tai nạn nào đó, đang có một cái nỗi rất là đau khổ ở trên thân, hoặc người ta vừa mới gặp một cái nỗi bất hạnh gì đó, người ta đang có một cái nỗi rất khổ ở tinh thần. Hoặc là mình tưởng nhớ đến những người tàn phế, tàn tật, bị mù, bị điếc, bị ngọng, bị câm hay bị bại liệt, bị tâm thần gì đó. Người ta có một cái cuộc sống rất là đáng thương, người ta có một cái cuộc sống rất là đáng khổ đau. Và bây giờ mình hãy hướng tâm về hình dung, tưởng tượng, tưởng nhớ đến hình ảnh của một cái người khổ đau ấy, nhưng không được khóc nha. Hành thiền tâm bi không phải là sầu bi. Cái tình thương này không phải là cái sự sầu bi ưu não, mà đây là một cái nguyện vọng, một cái mong muốn cho những cái chúng sinh đau khổ được thoát khổ đau thôi. Thì mình cần phải hướng tâm, đầu tiên là hướng tâm đến những cái người khổ đau ấy, và mình khởi lên cái tâm là cầu mong cho người này, người hiền thiện này thoát khổ đau, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khổ đau. Mình phải hình dung rõ cái nỗi khổ đau ở của người đó nó hiện ra rõ ràng. Đó là người ấy bị mù mắt, hay là bị cụt chân, hay là bị bại liệt, hay bị tâm thần, hay là có cái nỗi khổ đau bất hạnh nào đó. Cái bất hạnh ấy, cái khổ đau ấy nó phải hiện rõ ra trong tâm trí của mình, thì cái tình thương của mình nó mới khởi lên. Mà cái tình thương ấy là cái tình thương mình mong cho họ thoát ra khỏi cái khổ đau ấy. Thì cái tâm mong muốn cho một người khác thoát khổ đau đấy được gọi là tâm bi. Như mình đọc ở trong các kinh, sẽ thấy rằng là vào mỗi buổi sáng sớm, sau khi mà nhập định đại bi, Đức Phật nhé, Đức Phật nhập định đại bi, rồi ngài quan sát xem ai là những cái người có căn cơ, có cái nhân duyên để giác ngộ, thì hôm ấy Đức Phật sẽ tìm đến cái người đấy để hóa độ, để thuyết pháp, để giảng đạo, để cho người đó chứng đắc được đạo quả. Thì Đức Phật cũng thế, Đức Phật sẽ ngồi, Đức Phật nhập định đại bi, Đức Phật thấy chúng sinh ở trong luân hồi sinh tử khổ đau, bao nhiêu đời kiếp đắm chìm ở trong sông mê bể khổ, thì đấy là một cái nỗi khổ của chúng sinh. Và sau đó ngài quán được cái nhân duyên của chúng sinh ấy trong quá khứ đã từng tu tập chưa, và cái người này là cái người thuộc về tín tấn niệm định tuệ, cái gì nó mạnh, cái gì nó yếu, và cái tánh tham sân si, hay là tánh tuệ, tánh tư duy của người ấy, cái gì nó trội hơn.
Thì sau đó Đức Phật sẽ biết là cái người đấy thực hành cái pháp gì trong ngày hôm nay sẽ đắc đạo quả. Thì Đức Phật sẽ đến và hóa độ cho cái người ấy. Đó là cái tâm đại bi đó. Thì khi bây giờ mình muốn có được cái tâm đại bi, có được cái tâm tâm bi vô lượng này, thì mình phải tập từng chút một nó mới khởi lên được. Đầu tiên là hướng đến cái tình thương với bản thân mình một chút, sau đó đồng hóa mình với một cái chúng sinh khổ đau. Khi mà thực hành với cái tâm, cái tình thương ấy nó khởi lên một cách dạt dào, mạnh mẽ, liên tục, không gián đoạn, nó vẫn đắc được thiền. Nó vẫn có thể ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, rồi diệt tầm tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh tầm tứ nội tỉnh nhất tâm, rồi mình vào để đến tam thiền của thiền tâm bi. Thiền tâm bi cũng giống như thiền tâm từ vậy, nó cũng vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nếu như cái tâm ấy nó khởi lên liên tục không gián đoạn, mình chú trên cái hình ảnh của một cái người đấy liên tục không gián đoạn, rồi sau đó thì mình sẽ mở rộng cái tâm bi đó đến tất cả những người mình yêu quý, tất cả những người mình không thương không ghét, và tất cả những người mình ghét, và tất cả chúng sinh từ gần đến xa, tất cả chúng sinh, tất cả muôn loài đều có nỗi khổ. Đó là nỗi khổ già, nỗi khổ về bệnh, nỗi khổ về chết, có sinh thì phải có tử, có sầu bi ưu não, nỗi khổ về luân hồi tái sinh trong sinh tử khổ đau vô lượng kiếp, khi thì sinh làm loài này, khi làm loài khác, thì đấy là cái nỗi khổ của chúng sinh, chung chung của tất cả chúng sinh đều có những cái nỗi khổ như vậy. Vì vậy cho nên khi mình đã phát triển được cái tâm bi rồi, thì mình sẽ thấy tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng khổ đau, ai cũng đáng thương. Vì vậy cho nên nó sẽ dập tắt được những cái ác ý, những cái não hại, những cái nỗi mà muốn cho những chúng sinh khổ, muốn làm khổ những người khác. Sống ở trên đời có những người, người ta hay làm khổ mình, khổ người ấy. Người ta muốn làm khổ người khác vì thiếu cái tình thương, vì người ta thiếu cái lòng bi mẫn, vì thiếu cái lòng từ ái này. Vì vậy nên cái tâm bi này nó mà được tu tập, được phát triển, thì thế giới này người ta không còn chiến tranh, không còn tàn sát nhau, không còn làm khổ nhau, không còn sát hại nhau, vì người ta sẽ sống với nhau bằng tình thương, bằng cái tâm bi mẫn, vì người ta thấy rằng cuộc đời đã quá khổ rồi, cho nên người ta không còn muốn gây khổ đau cho ai nữa. Đó chính là cái pháp tu tập để phát triển cái đức, cái hành về cái pháp về thiền tâm bi này. Đạo Phật là đạo từ bi, mình nghe nói như thế, nhưng mà để mà thành tựu được những cái tâm ấy, mình cần phải tu tập, cần phải phát triển thì cái tâm bi ấy nó mới sinh khởi, và mình có thể an trú ở trong tâm bi ấy được, thì nó mới có thể đối trị được những cái phiền não, những khổ đau ở trong mình. Bây giờ đến cái lúc mà mình sẽ hành thiền, mình sẽ trải nghiệm thực tế cái sự thực hành về pháp thiền tâm bi này. Mình sẽ hành thiền tâm bi này một nửa thời gian, và sau đó thì hành thiền hơi thở một nửa thời gian. Hành thiền tâm bi để hỗ trợ cho hành thiền hơi thở. Thì đầu tiên mình sẽ hành thiền tâm bi trước, sau đó sẽ hành thiền hơi thở sau. Thì hành thiền tâm bi đó là đầu tiên mình nhắm mắt vào, hướng tâm về thân mình, hãy nhớ lại cái lúc mà mình khổ đau ấy, lúc là mình đã từng có nỗi khổ về thân, về tâm gì đó. Thế giờ mình khởi lên cái câu, cầu mong cho tôi thoát khổ đau, cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ đau. Niệm như thế một 30 giây thôi, nhiều nhất là 1 phút thôi, không được niệm lâu nhá. Không được niệm quá 1 phút, niệm quá 1 phút là sai. Và thực hành như vậy không có kết quả, và nó sẽ sinh ra cái tham ái dính vác với bản thân mình ngay. Rồi sau đó thì hãy cố gắng nhớ lại một cái người đau khổ, một chúng sinh đau khổ mà mình đã từng gặp. Cái người đó dù ở xa hay ở gần, nhưng mà người đó phải là người còn sống nhá, không được nghĩ đến người chết. Người đó phải là người cùng phái mình, không được nghĩ đến người khác phái. Người nam thì hãy cố gắng tìm một đối tượng đau khổ là người nam, đừng nghĩ đến người nữ. Người nam nghĩ đến người nữ vẫn sinh ra tham ái nhá. Và người nữ thì phải hướng tâm đến đối tượng là người nữ, chứ đừng nghĩ đến người nam, vì nghĩ đến người nam sẽ sinh ra tham ái. Và cái người đó phải là người còn sống, không được nghĩ đến người đã chết, và đừng nghĩ đến những nhân vật ở trong phim, trong truyền thuyết gì cả, mà phải là người thực tế. Nhớ lại một cái người nào đấy, và mình hãy để cho cái nỗi khổ, cảm nhận được cái nỗi khổ của người ấy,
tưởng tượng rõ cái khuôn mặt của người ấy, cái dáng vẻ đáng thương, nỗi khổ đau của người ấy như đang ở trước mặt mình, và khởi lên một cái câu niệm cầu mong cho người này thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau. Mình phải nghĩ rằng người ta là người hiền thiện, chứ đừng nghĩ người ta là người ác. Mình nghĩ là người ta là người ác thì mình sẽ thấy rằng là ác, cái khổ đau ấy đáng đời. Vậy cho nên là mình phải nghĩ rằng người này là người hiền thiện, để cho mình khởi lên tình thương. Đấy là nó mới khởi lên được cái tâm bi. Sau khi mà mình sẽ chú ở trên tâm bi đấy 15 phút, rồi sau đó lại quay về hơi thở. 15 phút ở trên cái tâm bi đấy, rồi sau đó lại quay về nhận biết hơi thở vào ra trước cửa mũi này. Và mình sẽ có một cái thời hành thiền là 30 phút. Và bây giờ là đến thời hành thiền bắt đầu. Giờ mọi người bắt đầu nhắm mắt vào và thực hành thiền tâm bi đến bản thân mình và đến cái đối tượng mà một người đau khổ. Chỉ một người đấy thôi nhá, không được mở đến người khác. Chỉ hướng tâm đến một cái người đấy, bản thân mình một chút, rồi đến một cái chúng sinh, một cái người khổ đau đấy, và duy trì liên tục trong vòng 15 phút trên một người đấy thôi. Và nhớ là người cùng phái mình, là người còn sống mà mình đã từng thấy, thì đó là, và mình hãy nhớ lại và niệm như vậy, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khổ đau.
Mình đã hết 30 phút hành thiền. Mọi người xả thiền và giải lao 20 phút. Sau đó thì lại quay trở về thực hành thiền thời thứ hai trong buổi chiều hôm nay, và còn một thời hỏi đáp trình pháp nữa.